Thưa quý vị, Ban Thường vụ Quyền ủy Cờ Đỏ tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của đảng viên năm 2021 đối với các đảng viên là bí thư, cấp ủy các chi bộ đảng bộ trực thuộc quyền ủy tại 11 điểm gồm hội trường quyền ủy và ủy ban nhân dân 10 xã thị trấn. Hình thức bài viết tự luận, nội dung kiểm tra nhận thức của cán bộ đảng viên về những vấn đề trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ lần thứ 12, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Quy định số 24 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng. Các nghị quyết chuyên đề của huyện ủy về đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế tập thể và kinh tế vườn huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2020-2025. Định hướng đến năm 2030, phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện, xây dựng xã Trung An đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 giai đoạn 2021-2025, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong giai đoạn hiện nay, tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện.